tịch hội đồng quản trị, nguyên hiệu trưởng của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm. Một người suốt đời tận tụy cho ngành giáo dục và cũng suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh là một trong những người được vinh dự tham dự lễ truy điệu Bác Hồ ngày 9 tháng 9 năm 1969. Hôm nay, trong buổi lễ của chúng ta, cô Thúy Vĩnh đã bớt chút thời gian đến và kể lại cho chúng ta nghe một số hồi ức mà cô đã được dự trong buổi lễ đó. Xin kính mời cô. Thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, trong những ngày cuối cùng của Bác, lễ tăng Bác, tôi đang ở Hà Nội. Lúc đó tôi đang học lớp dự bị 4 của trường Đại học Thương mại Hà Nội. 50 năm đã trôi qua, hồi ức về lễ tăng Bác lưu mãi trong lòng tôi. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô, các bạn học sinh. Tôi còn nhớ rất rõ ngày 31 tháng 8 năm 1969 là ngày Chủ nhật. Tôi cùng một số bạn ra quảng trường Ba Đình chơi, định xem người ta chuẩn bị lễ meeting kỷ niệm ngày 2 tháng 9 như thế nào. Nhưng đến đó thì thấy không có một cái biểu hiện gì về chuẩn bị cho ngày đại lễ, thấy rất vắng lạnh, chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên. Và chúng tôi quay ra đường Thanh Niên, định là sẽ ăn bánh tôm ở đó, bởi vì bánh tôm ở Hồ Tây rất là ngon, nổi tiếng. Nhưng đến đầu đường Thanh Niên, tôi chợt nghe Đài Truyền thanh Hà Nội đưa tin Hà Nội năm nay sẽ không tổ chức meeting kỷ niệm ngày 2 tháng 9 vì Bác Hồ đang ốm nặng. Tôi bàng hoàng tiến lại cùng nhóm người đang đứng dưới loa phát thanh. Chúng tôi không hề quen biết nhau, nhưng dường như xích lại gần nhau như là một trong gia đình. Đều nói: Bác chúng ta ốm như thế liệu có khỏi không, hay là không ai dám thốt lên một tiếng là Bác ra đi. Nhưng trong lòng mọi người đều bàng hoàng lo lắng. Một tin dữ như vậy, chúng tôi đứng đó rất lâu, rồi không đi ăn bánh tôm nữa, quay trở về trường. Về trường Đại học Thương mại Hà Nội thì tôi thấy từng tốp sinh viên cùng giảng viên đang đứng trầm ngâm bàn về việc Bác ốm. Ai cũng tỏ vẻ rất là buồn. Đến ngày 1 tháng 9, chúng tôi lên lớp học bình thường, nhưng một cái buổi học không như bình thường khác. Thầy lặng lẽ giảng bài, học viên lặng lẽ ghi bài. Giờ ra chơi không ai nói chuyện với ai, mỗi người ôm một quyển sách để đọc. Đến ngày 2 tháng 9, tôi cùng một số bạn lại trở ra quảng trường Ba Đình hòng để nghe ngóng thông tin từ Bác. Đến quảng trường Ba Đình thì tôi cũng thấy từng tốp kẻ đứng người ngồi, tất cả đều hướng về phía Phủ Chủ tịch, dường như là đang đứng trước phòng cấp cứu để ngóng tin tức của người thân. Chúng tôi không hề biết rằng ở trong kia Bác đã ra đi ngày 9 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9. Lúc đó chúng tôi đang ở quảng trường Ba Đình hướng về phía nhà Phủ Chủ tịch. Cho đến 22 giờ đêm ngày 3 tháng 9, kèn báo động tại trường Đại học Thương mại vang lên. Lúc đó là thời kỳ chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ thường xuyên đánh phá Hà Nội. Chúng tôi bật dậy, tưởng là máy bay đến oanh tạc. Sau là cảm đài phát thanh của nhà trường vang lên nức nở: Bác Hồ đã từ trần lúc 9 giờ 45 phút ngày 3 tháng 9. Chúng tôi òa đến khóc, ôm lấy nhau mà khóc. Và ban giám hiệu gọi chúng tôi xuống để làm lễ truy điệu ngay trong đêm ngày 3 tháng 9. Chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc suốt cả đêm. Ban giám hiệu thông báo cho chúng tôi biết rằng
ngày mùng 4 mới thông báo về tổ chức lễ tang của bác. Ngày mùng 4 tháng 9, Đài Phát thanh Hà Nội cũng như là các báo mới đưa tin là bác Hồ từ trần ngày mùng 3 tháng 9 lúc 9 giờ 47 phút. Bởi vì sau mãi sau này thì mới được thông báo chính thức lại, mới hiểu là tại vì bác ra đi ngày mùng 2 tháng 9 là ngày bác khai sinh ra nước Việt Nam Cung Dân Chủ Cộng Hòa, thời đó còn đang chiến tranh, cho nên là Trung ương phải báo lùi lùi lại một ngày, sợ rằng dân buồn và hoang mang, cho nên là không báo chính thức. Và chúng tôi đã ở mùng 2 tháng 9 tại sân Ba Đình, không biết rằng bác Hồ đã ra đi ngày mùng 2 tháng 9. Ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9, chúng tôi cũng học bình thường, nhưng trong lòng nặng nề. Ai cũng cảm thấy là người thân của mình vừa ra đi, cho nên là lòng rất nặng, ngồi trên lớp học bình thường, làm việc bình thường, nhưng trong lòng rất buồn. Cho đến ngày mùng 6 tháng 9, chúng tôi được thông báo biết rằng nhà trường chỉ có bí thư đảng bộ, rồi hiệu trưởng nhà trường mới được vào viếng bác tại nhà Quốc hội. Còn sẽ có, trường sẽ có một đoàn để được đi dự lễ tang bác ngày mùng 9 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình. Cuối giờ học buổi sáng ngày mùng 6 tháng 9 thì chúng tôi được thông báo là cả ba lớp dự bị sẽ đến hội trường để học ngôn văn. Chúng tôi thấy lạ lùng là tại sao đổi thời có biểu như vậy. Ba lớp của chúng tôi đều là chiến sĩ thi đua của ngành thương mại và dũng sĩ diệt Mỹ, một số thương binh của miền Nam ra ở từ chiến trường ra học. Ba lớp dự bị chúng tôi là 150 người đến hội trường. Thì chúng tôi ngồi yên vị tại hội trường thì thầy Nguyễn Anh Ngọc là giáo viên dạy văn của lớp 4C, dự bị 4C, tôi ở lớp 4B. Thầy đưa tờ báo Hà Nội và thầy đọc bài Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu đăng trên báo Hà Nội ngày 6 tháng 9. Thầy đọc một lượt, rồi thầy chỉ định hai người nữa đọc lại. Thầy cho chúng tôi suy nghĩ 5 phút và sẽ gọi một người lên bình giảng trước hội trường bài của Bác ơi của thi sĩ Tô Hữu. Thầy nhìn qua nhìn lại mấy lượt, rồi thầy nhìn tôi và lấy tay chỉ vào tôi, mời chị Vĩnh lên bàn. Tôi đứng bật dậy, giây phút lúng túng. Ngay sau đó tôi cảm thấy là như bác có một cái ánh hào quang dọi cho tôi. Tôi vững vàng bước chân lên trước 150 học viên của ba lớp dự bị. Tôi bình tĩnh và đã bình giảng thành công rất suôn sẻ cái bài thơ đó. Thầy sau đó thì không như là mọi lần, là mỗi một cái bài như vậy thì sẽ có cái tọa đàm, có những cái trao đổi. Như lần này thầy hỏi rằng có bạn nào biết ngâm thơ không, thì chỉ toàn bạn tôi cũng trong cùng lớp, người ở Thanh Hóa, đứng lên đọc rất cảm động, cả lớp thút thít khóc. Sau đó thì một số ý kiến xin thầy là không cho học, mà để xin bàn về cái việc mà cử người đến ban tổ chức lễ tang của thành phố, xin cho một số anh thương binh, cán bộ từ chiến trường miền Nam ra, ao ước được gặp bác mà bây giờ bác ra đi rồi, cho nên là xin là được vào viếng bác trong nhà Quốc hội. Thì mọi người bàn luận và cuối cùng cử tôi, lúc đó là lớp phó phụ trách học tập và chi ủy viên, với lại một anh lớp trưởng, anh Hoài. Hai người chúng tôi ngày mùng 7 đi ra ban tổ chức lễ tang. Đến bến xe Kim Mã thì bị cảnh vệ giữ lại không cho đi. Chúng tôi quẳng xe ở bên vỉa hè và đi bộ tiếp đến ban tổ chức tang lễ. Chúng tôi trình bày là ba lớp dự bị của chúng tôi có rất nhiều cán bộ và rất nhiều là chiến sĩ, dũng sĩ diệt Mỹ, thương binh từ chiến trường ra, rất mong là được
đi vào viếng bác thì chúng tôi bị từ chối, bởi vì ban tổ chức nói rằng chúng tôi không thể tiếp nhận, bởi vì đã có kế hoạch, vì Hà Nội các đoàn thể, các cơ quan và các tỉnh và khách quốc tế rất là đông, cho nên chúng tôi không thể vào được. Chúng tôi quay ra thành ủy cũng bị từ chối như vậy, và quay sang ủy ban cũng bị từ chối. Tôi lại quay lại Ba Đình, thì đến đầu đường Ba Đình, khu vực chỗ Trần Phú, là tôi thấy một cụ già đang đứng ở đó, bị hai cảnh vệ giữ lại, không cho đi. Ông cụ nói rằng, tôi đi bộ từ Hưng Yên lên đây, tôi biết rằng tôi là người dân, tôi không thể đi vào trong kia để viếng bác, nhưng tôi khóc qua hai người, đó là cha tôi chết, và bây giờ bác Hồ cũng là cha của dân tộc, tôi khóc bác, cho tôi được đứng đây để vái bác, tôi sẽ đi ngay. Nói rồi ông cụ quỳ rạp xuống vái lại, hai cảnh vệ đứng hai bên bồng súng nghiêm trang, tôi anh Hoài đứng bên cạnh nước mắt ròng ròng. Ông cụ đi và chúng tôi lại quay trở lại ban tổ chức lễ tang. Lần này tôi không xin vào nữa, bởi vì biết lần bị từ chối, cho nên tôi anh Hoài đứng đó nhìn dòng người đi vào nhà Quốc hội viếng bác, dòng người đi ra nối đuôi nhau tưởng chừng như là bất tận, một dòng người đi buồn bã. Tất cả bầu không khí Hà Nội lúc đó chìm trong đau thương. Tôi và anh Hoài cũng đứng đó nhìn, lúc đó chúng tôi không khóc, chỉ nhìn chân chân, mặt rất là buồn rầu. Thì tự nhiên có một đồng chí cán bộ, chắc là cán bộ cao cấp, nói với cái người bên cạnh, tôi thấy rằng hai sinh viên này đứng đây từ sáng đến giờ rồi, thôi cho người ta vào đi. Thế là tôi và anh Hoài được dẫn vào nhà Quốc hội, chúng tôi nhập vào đoàn của nhà sư, đi cùng cái đoàn của nhà sư. Thì các nhà sư cũng rất là khóc lóc vật vã. Đến khi mà bắt đầu vào nhà Quốc hội thì mọi người một cái không khí là rất im ắng, không có ai khóc nữa. Chúng tôi chậm rãi bước đi, đi qua linh cữu của bác, thấy bốn người lãnh đạo đứng ở bốn góc quan tài, một cái hòm kính trong suốt, bác ở trong đó mặc bộ quần áo kaki, và bác vẫn như là ngủ, như là tỏa ánh hào quang ra. Cả cái hội trường Ba Đình lúc đó, hoa và người lặng lẽ đi qua, nhưng mà không khí rất là ấm áp, cảm thấy như là có hào quang của bác vậy. Chúng tôi không thể dừng chân, bởi vì dòng người cứ nối tiếp nhau, cảnh vệ giơ tay chỉ chúng tôi bước, cho nên tôi bước, cố bước đi chậm chậm. Ra khỏi nhà Quốc hội thì lại quả lên khóc. Khi tôi trở về trường, kể cho mọi người nghe về việc chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không được chấp nhận cho đoàn vào, thì các bạn tôi, người thì ôm chúng tôi, người thì đấm đùm đục vào lưng vào người chúng tôi, rất là buồn. Rồi cho đến ngày mùng 8 tháng 9, chúng tôi được thông báo cả ba lớp dự bị của chúng tôi được tham gia dự lễ tang bác tại quảng trường Ba Đình. Chúng tôi được phát mỗi người một ổ bánh mì. Thời kỳ đó bánh mì rất là quý hiếm, quý hơn, ngon hơn là cơm rất là nhiều, bởi vì rất là hiếm. Chúng tôi được phát một ổ bánh mì và chúng tôi bắt đầu tập trung đi từ 5 giờ chiều ngày 8 tháng 9. Chúng tôi hòa vào dòng người chật như nêm trên cái đường từ trường Đại học Thương mại, tức là khu Mai Dịch đối diện với lại trường Văn Công Trung ương ấy, đi về quảng trường Ba Đình lầm lũi suốt đêm. Người đi đường chật như nêm, tất cả các ngã đường vào Hà Nội đều chật như nêm. Dân ở các tỉnh không được chính thức trong cái đoàn đại biểu để dự lễ tang, nhưng người ta cũng đi về Hà Nội, cứ biết rằng đến Hà Nội, đến các cửa ngõ Hà Nội, đứng đâu cũng được, hướng về quảng trường Ba Đình, nơi sẽ làm lễ tang bác. Chúng tôi đi suốt đêm, gặp mưa, rồi quần áo ướt sũng, rồi lại khô. Cứ như vậy, cho đến sáng ngày mùng 9, chúng tôi mới tập kết đến đường Trần Phú. Không
không ai đói, cũng chẳng ai ăn bánh mì hết. Chúng tôi ngồi đó để chờ được ban tổ chức hướng dẫn đến cái điểm mà được tập kết chính thức. Thì tôi nhìn ở bên vỉa hè, ở cái khu vực sứ quán, tôi không nhớ là sứ quán nào, thì có những cái hàng rào bằng những cái chấn song bằng bê tông ấy. Thì tôi mới nhét cái ổ bánh mì vào đó không ăn. Thì những người cạnh tôi cũng bắt chiếc nhét cái ổ bánh mì vào đó để khỏi bất công cầm tay. Rồi sau đó thì chúng tôi được dẫn đến cái khu vực chính của trường chúng tôi, được tập kết ở đó, là đằng sau, đằng trước là đoàn thiếu nhi của Hà Nội, sau đó là quân đội và công an, và sau nữa là chúng tôi được đứng cái cuối sân Ba Đình. Tôi nhìn quanh thì thấy rằng đứng hết tất cả ra tận đường Hoàng Diệu và sát nhà Quốc hội và đường Trần Phú cũng chật như nêm. Sau này chúng tôi được biết rằng các ngã đường dân đều hướng về Hà Nội, đứng tất cả các ngã đường, bởi vì đài phát thanh loan đi tất cả các khu vực, ở chỗ nào mà có loa phát thanh là đều có người dân tụ tập ở đấy. Người dân Hà Nội đều mở toang cửa đứng trước hiên nhà, đứng trước sân nhà. Ông ngoại tôi lúc đó cũng 73 tuổi, ông cũng đi xe đạp từ huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về Hà Nội trên 100 cây số. Và đứng ở sân nhà của bà dì tôi ở đường Nguyễn Biểu để hướng về quảng trường Ba Đình. Rất nhiều người như vậy. Mà cũng một điều lạ thay, quang cảnh Hà Nội lúc mưa, lúc nắng, lúc là đó là mùa thu, lúc thì bầu trời rất trong, tạnh mưa rào xối xả xong đậy bầu trời lại trong xanh ngay. Mưa ướt sũng người, sau đó lại khô, không ai đội nón mũ gì hết cả, và không ốm đau. Không có kẻ cắp trong những ngày đó. Và một điều kỳ diệu là đế quốc Mỹ cũng không ném bom oanh tạc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong những ngày đó. Người dân không ai sợ máy bay, bởi vì bình thường là đi là phải đội mũ rơm, hoặc là phải là cảnh giác với chuyện mà có kẻ báo động phải xuống hầm trú ẩn ngay. Nhưng không ai sợ, và tất cả các ngã đường đều chật như nêm. Vậy mà mọi người không sợ, vẫn hướng về thủ đô nơi tổ chức lễ tang Nguyễn Bác. Cả quảng trường Ba Đình lúc đó, mà trên cái đoạn phim các thầy cô, các em học sinh đã thấy là người khóc lướt mướt. Trong thực tế thì chúng ta thấy một gia đình có một cái đám tang của người thân trong gia đình khóc lóc như thế nào, thì ở đây cả quảng trường là một cái gia đình lớn, một đại gia đình lớn, tất cả hội trường đều khóc nức nở. Đặc biệt là giây phút cuối cùng khi đồng chí Lê Duẩn dứt lời, một loạt đại bác bắn lên trời và phi đội bay nghiêng cánh tiến đưa bác trên quảng trường Ba Đình, thì tất cả mọi người đều nức lên, rất nhiều người nức. Tôi cũng khóc. Ra về một thời gian, chúng tôi vẫn là rất là buồn lặng lẽ, mặc dù đang vẫn học tập nhưng trong lòng ai cũng nặng nề, bởi vì người thân yêu của mình, của chính mình đã ra đi. Một thời gian sau, tôi đi ra học ở nước ngoài, đến thủ đô Budapest. Thì ngay ngày hôm sau, tôi đến vườn hoa Hà Nội. Thì lúc đó mới biết rằng đất nước Hungary rất quý trọng Bác Hồ. Người ta làm một cái vườn hoa Hà Nội có tượng của Bác Hồ đặt tại đó, tượng đá. Chúng tôi đến viếng Bác, đến và cái trường đại học Ege của một thành phố, tức là trường đại học sư phạm, được đổi tên thành trường đại học sư phạm Hồ Chí Minh. Và cái khách sạn Gale ở bên bờ sông Danube là một cái khách sạn nổi tiếng đẹp và bậc nhất ở Budapest. Thì có một cái phòng mà năm 1956 Bác Hồ đến để ở, bởi vì cái thời gian 55 ở Hung là có bạo loạn, đời sống rất là cơ cực khó khăn, cho nên năm 56 Bác Hồ đến thăm và có viện trợ cho bạn một tàu cạo chở gạo. Lúc đó Việt Nam chúng ta cùng mới giải phóng,
Điện Biên tức là cũng đang rất khó khăn, nhưng bác cũng đã có cái tinh thần rất là tương trợ cho nước bạn đang gặp khó khăn. Một cái tàu gạo không đáng gì, nhưng mà người ta kể lại hình ảnh của Bác Hồ để lại cho người dân một cách rất là sâu sắc. Cho nên rằng cái phòng đó người ta không cho thuê, người ta để di ảnh của Bác Hồ. Thời gian đó tôi thì còn là một cô gái còn mới có 23 tuổi, chưa được hiểu nhiều lắm. Nhưng mà càng dần dần về sau 50 năm qua, đã trải qua rất nhiều cái công việc, từ khi học ở nước ngoài rất khó khăn, tôi cũng đã nghĩ đến Bác Hồ. Và cái bài thơ của Thi Thi Tô Hiếu mà tôi bình giảng cái ngày hôm đó, ba cái câu thơ kết: yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn dải Trường Sơn theo tôi mãi. Tôi đã trải qua rất nhiều những khó khăn trong 50 năm qua, qua học tập và rất nhiều công việc. 23 năm ở trường Ngô Thị Điệp cũng đã đóng góp một phần để mà xây dựng, phát triển hệ thống trường Ngô Thị Điệp hôm nay, cũng là một phần lớn học tập về tư tưởng, về đạo đức, của phong cách của Bác. Càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn về tầm vóc bản Dân Chủ, tầm vóc của Hồ Chí Minh vĩ đại. Mà hôm nay cũng là tổ chức cái chương trình cho các em hôm nay, những cái hình ảnh đó cùng với di chúc của Bác theo tôi suốt 50 năm qua, hôm nay xin chia sẻ với các thầy cô, quý khách và các em học sinh. Cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn cô. Thưa cô, sau khi Bác mất có bao nhiêu nhiệm vụ cần phải làm: đánh giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhưng có một nhiệm vụ đặc biệt khác mà chúng ta phải thực hiện bằng mọi giá, đó là giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa cô, xin cô có thể chia sẻ một vài thông tin quan trọng cho tất cả các đại biểu cũng như giáo viên và học sinh của nhà trường biết một vài thông tin về việc giữ gìn thi hài Bác cho tới ngày hôm nay. Xin kính mời cô. Vâng, việc giữ gìn thi hài của Bác thì qua cái tác phẩm Giữ Yên Giấc Ngủ Cho Người, trước đây tôi cũng tưởng rằng là thi hài Bác cứ để ở Hà Nội mãi, tôi không biết. Mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 2012, tôi có dịp mà được nghe là Bác thời kỳ mà chiến tranh đánh phá miền Bắc thì Bác ở trên K9 chứ không phải ở Hà Nội, cho nên tôi tìm đến K9. Thế thì cái câu chuyện tại làm sao mà cái việc mà gìn giữ thi hài của Bác thì cũng có một cái việc mà về Bác dặn là khi Bác ốm tháng 5 năm 1967, Bác đi thăm đồng bào của tỉnh Thái Bình về thì Bác ốm nặng, đầu năm 68 cũng phải đi ăn dưỡng ở Trung Quốc. Thế năm 67 thì Trung ương mới họp kín